vô tình phát hiện chị Xuyến đang ngồi con gà sau vườn thì lại hỏi chị nói một mình ăn một con gà này còn thêm 10 hộp vịt lộn nữa. Sự việc có thật hay không thì mời quý khán giả theo dõi xem là chị Xuyến có nói thật hay không ạ. Dạ khán giả, mà khán giả ăn gà với mình, nó uống bia với mình dạ. Gà ngon quá anh em ơi, ăn cái phò cằn quá ngon. Làm cái phò cầu, cái phò cầu ăn cái phò cằn ngon quá anh em ơi, quá ngon. Hết con gà nổi không chị Xuyến? Nổi. Nổi là mua con này nhiêu ạ? Con gà này mua có 150 ngàn. Ôi ôi. Rồi rồi cái bên đó là cái gì? Cái này là bia. Phải không trời? Phải. Người ta bán ta làm thẳng gì mình, gì mình hỏi làm. Cái lò của nó được cái gì? Dạ. Cái ngon. Nhưng mà chép cái thèm vui vậy. Ngon quá anh em ơi. Quá ngon. Quá sức ngon. Lèo. Mà anh em ăn với mình. Dạ. Chép. Chép vàng chép nha. Quá dữ. Ngon quá anh em ơi. Chép quá chép. Gà này còn tơ. Cái này là mình hấp hấp đủ hay sao chị Xuyến? Cá luộc. Hấp tỏi. Tỏi hả? Ừ, chị Xuyến ăn mà không không chịu nổi luôn. Dạ. Muối bóp gì đó. Quá ngon. Không gì mà ngon. Ừ. Ừ. Ồ, quá này mà. Đi ăn mà mấy anh em ở đây nó muốt hết rồi. Nó bụng ơi, nó bụng luôn rồi. Anh em ăn với mình cho vui anh em ơi. Thôi bà cạp với ai dám ăn mà đâu. Ăn chị xét hả? Thôi ăn. Quá ngon à. Hết con gà nổi không trời? Nổi. Chuyện mình hơn với nhỏ. Rồi có thường ăn gì không? Ừ. Thường ăn gì không? Lâu lâu mới ăn, đâu thường ăn gì đâu. Bữa nay làm gì mà có điều kiện mà ngày buồn cái lần quá ăn gà chơi vậy hả? À. Quá ngon em à. Cái này mà khoảng 10 giờ tối mà coi ngay cái clip của chị Xuyến á à, chắc phải đi lục cơm nguội. À, ngon lắm. Ừ. Cái đùi à. Ăn cái đùi là ui cái đằng này quý vị. Cái đùi à. Cái đùi là ui cái đằng hả? Dạ. Tỏi hấp chung với gà nè. Cái đó là rau là mình mua hay là ở nhà bán nguyên gì? Con làm sẵn rơ mình đầy đủ. À bán nguyên con hả? Dạ. Luôn hấp sẵn vậy nè. Cái đó hấp mía hay hấp gì chị Xuyến? Hấp tỏi. Tỏi hả? Ừ. Riêm tỏi. Làm ngon hết. Cà ta hay gì? Cà ta mà luôn. Chị cạp mấy anh em thấy nó bụng rồi đó. Dạ. Rồi nói gì mà anh em muốn bia với mình anh em ơi, của vô chị. Dạ mà anh em muốn bia với mình. Bia hả? Dạ vô anh em ơi. Được. Mà anh chị em mình vô ha. Bia hay trà đá? Có bọt kìa. Trà đá cái lon bọt. Cái lon mấy chục kia kìa. Bia. Bia mấy lon hả chị? Ăn con gà với hai lon bia chơi. Trời ơi, ăn hai con gà hai lon bia chơi có đủ điều kiện quá ha. Ngon kìa. Thật sự mà nói là chú gì khán giả là mấy anh em nhìn cảnh chị Xuyến ăn là bây giờ là chắc đi vô quán kiếm vàng chứ đâu bụng quá chưa hết nói. Gào rồi chị Xuyến gì như lùa kìa. Dạ. Dạ không ngon, mình ăn ra nguyên nhiều tốt. Dạ ăn nhiều ra mình tốt lắm em. Ừ. Ăn có sức khỏe. Ừ, nó làm một cái phát một hết chùm rau. Rau chưa tới găng nữa là nó đi mất tiêu rồi. Dạ. Xuyến gì mà ăn thấy khỏe quá ta.
Mạnh ha. Ăn được lắm em ơi. Nghe nói hổm ngày ông tươi cày dài hả chị? Hôm nay ông chơi vậy á. Dạ nha. Rồi hổm ngày ăn gà rồi là có bổ gì ổng chưa? Hổm ngày chị mất sức hay gì? Hổm ngày chị cũng để em ăn đó. Để em ăn hả? Ừ. Rồi chị có mất sức chưa? Ừ. Có mất sức chưa? Không. Có hổm gà ổng ra chị có mất sức không? Có tốn con gà nào không? Đó. Rồi bữa nay ăn bò bổ về lại ha. Dạ. Gặp tụi quý vị. Dẹp heo. Chảy nước miếng. Nóng lạnh không? Phải không? Dạ. Chị. Quá chép rồi quý vị ơi. Ngon. Chép bạch bạch. Ngon quá anh em ơi. Hết sức ngon. Nhớ bỏ xương lại nghe chị. Ăn hết con gà không chị? Ăn hết con gà. Quá là trời trời bạch kẹp như gao kìa quý vị. Một cái em em làm đi. Ngốc luôn. Ngốc luôn. Ngốc luôn. Ngốc luôn hả chị? Chắc luôn ăn gì nói ngọt. Ăn hỏi mời chứ. Có lại cho mình mà có lại cho người đó. Ăn chừng cái đùi là ngồi hết ăn hỏi thôi. Không lại. Ăn hết nguyên ngày luôn á chứ. Là chị hả? Dạ. Ừ. Rồi ăn gì rồi mình biết nó ngọt ngon nhiều không chị xíu? Ủa? Nhanh quá rồi biết nó ngọt ngon nhiều không? Okay. Thấy chị Xuyến cũng bữa nay có bộ vui hơn mọi bữa nha. Làm như làm miếng ca đó cái là vui hơn nha. Dạ. Bữa em thấy chị Xuyến chấm nước mắm rồi còn chấm muối nữa. Nước mắm là phải làm đi muối ra. Là nước mắm đó là hấp tỏi hay gì chứ? Dạ. Có gì vậy dạ thấy chị Xuyến ăn. Ai mà bán gà là đưa cho chị Xuyến lại ngồi là quảng cáo là bán đắt luôn. Ừ không, anh em ơi vô, anh chị em mình vô nha. Ừ. Thì bữa nữa có nhà hàng đồ mời chị Xuyến đi dùng mình đi nha chị Xuyến nha. Dạ đi. Quán ăn đồ này nọ kia rồi. Đi ăn uống rồi đi chứ. Chị Xuyến mình đi thi ăn nổi không chị Xuyến? Nổi. Ví dụ hai con gà chị làm nổi không chị Xuyến? Nổi. Hai con nha. Thiệt không? Nổi. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi bà ăn gì thấy hả? Chưa ăn cơm nha. Chưa ăn cơm nha. Chưa ăn cơm là làm hai con gà luôn. Vài bữa nữa em với Thanh Trúc dắt chị Xuyến mình đi thi ăn nha chị Xuyến. Dạ. Bắt đầu mình đi giành giải nha. Dạ. Giò đâu bỏng rồi hết hay gì vậy? Còn đó nè. Cắt cho nè. Cắp giò như vậy. Dạ. Dạ. Thôi cũng ra ba cái giò. Bấm cái. Quý vị mà có ai mà có quán ăn bấm hay dạ. Là quán bún, quán chè rồi quý vị thì cứ ra dạ. Thử thách với chị Xuyến nha. Chị Xuyến sẽ lại là giống như là chinh phục thử thách của quý vị đưa ra nha. Thôi đừng có mời lại bác ăn không không. Ủa sao con gà mà bún cái giò chị? Cho thêm á. Cái đầu luôn kìa trời. Bác bán cho mình thêm á. Rồi. Ngon quá em ơi. Giỏi hay gì rồi? Ừ. Giỏi hay gì? Chưa đâu. Trời ơi. Ồ vậy, nó nhảy. Chị nó nhảy đó. Ừ. Trời ơi kìa. Ừ. Cảm chị thứ hai mà. Ừ. Thôi. Ừ. Chị ăn là đói bụng thêm bạn. Đúng. Cái này mà em bới cơm thêm ăn rồi thấy nhức mắt luôn. Mà nó ngọt chứ không chị Xuyến? Ngon không? Là hấp thổi rồi nó ngọt thổi lắm nha. Nó ngọt bởi thơm lắm em. Ừ. Ngon. Ừ. Đây cái hộp hộp nó gì? Ừ. Cái hộp hộp nó gì? Hộp hộp tỏi á. Tưởng đồ trứng của gà chứ. Ừ. Tỏi bỏ chung như hấp mà. Chị Xuyến, ông này ông Tư ông có gà đó. Rồi ông có làm ăn cơm với chị không? Ừ. Có dọn cơm nghe không? Ừ. Mấy chén. Điểm nó không chứ? Ổng ăn bà chị con chén thêm. Không ý em nói không mà ông dọn chén mà. Đi ăn ba ông chén. Không kìa, ý em hỏi mà dọn ra mà cái kiểu như mà tinh lâu quá lâu ngày mà gặp đó.
Lâu ngày có ăn nhiều không hả? Ông ăn chén có gung nghịch nhà chén. Không? Gung chén, chén một. Gung nghịch nhà không? Còn dữ rồi. Chị chịu đâu nữa. Ừ. Chị chịu. Hả? Không, không mạnh. Mạnh nha. Ừ. Mệt không chị? Ừ. Ăn cơm những mệt. Ừ. Lâu lâu nha. Những gì vậy? Ổng ăn cơm thì ít, mà ổng uống rượu thì nhiều. Rượu nha. Tối ổng có là bài học này kia ổng đầy đủ không? Ừ. Tối ổng học bài này kia đầy đủ không? Đã bài hay ai, ai là người dạy chị hay gì? Ổng chị biết gì dạy ổng. Chứ ai không hay gì? Ừ. Ai không hay gì? Ổng ăn nhậu là ngày ổng à. Tối giờ bài vọng là ổng trả. Ừ. Yeah. Ăn nặng có sức năng lại để làm gì? Ngon quá em ạ. Anh cho chú Tư học bài hả? Ừ. Ăn có sức năng chú Tư học bài hả? Phải không Cư? Đúng không? Đúng. Sàng hơn chút nha. Vô, anh chị mình ra. Vô, vô. 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 Đã không chị? Mát quá đã em ơi. Mát lại ha. Nó vừa ngon mà vừa khỏe mà vừa bổ. Rau tươi hay chị xin? Ờ. Thứ nào mà như thứ này? Chị xin chép rồi nha. Trời ơi, em ăn hết gạo. Không. Em ăn được nửa con đó. Đúng con không? Ừ. Khoan cái gì không mất sức có gần thánh năng mẹ vợ của anh Thủ ăn được lắm em ơi, quá ngon. Gào rồi bớt hộp không cản nổi quá gì luôn đó chị biết miếng không cái một luôn ha, cái một luôn ha. Buổi tối mà ban đêm mà nửa đêm mà giải trí giải trí thư giãn coi cái video chị xíu mà không còn gì mà bằng lựa chọn này. Ai muốn tăng cân thì cứ coi video chị xíu. Nếu ta thèm quá ta làm gì chị xíu? Ta cạp đúng không? Rồi chị cạp đi. Không ăn móc không cái gì. Trời ơi, in cái mặn này á. Ừ. Đâu cái mặn? In cái mặn là ăn cái mình á. Vậy đó. À, à. Quá chữ nè. In cái mặn này quá ngon em trai. Cái mặn à? Em trai. Quá ngon. In cái lần hả? Dạ. Quá in ngon. Cái lần là ăn cái gì? Âu. Âu cái mần. Âu cái mần. Âu cái mần là ăn cái mình. Âu cái lần là ăn cái lợ. Ừ. Cái gì? Âu cái mình là ăn cái mình là in cái mần. In cái mần hả? Ngôn ngữ. Chị đang ăn cái mần đó. Ngôn ngữ nó dài quá. Dạ. Thì Xuyến có khi nào mà thường ăn ví dụ ăn xúc xích này kia được không? Cái gì cũng ăn ăn hoài hay gì? Cái đó ăn ban đêm hay gì? Ừ. Cái đó ăn ban đêm hay gì? Ngày đêm thì có gì ăn má. Gì hả? Ông Tư thường thường chi cho ổng cho chị ăn cái gì? Đủ rồi. Ổng ăn gì cho ổng ăn á. Ổng có ăn xúc xích không? Ăn luôn. Ăn luôn hả? Chị là người xúc xích dẹm cua ốc hết nhái hết ốc dẹm ăn cho. Có khi nào ăn dẹm của chị không? Ừ. Có không? Có luôn. Dữ à trời. Ăn bằng lấy sức nha chị. Không ngày mất sức lắm hả? Nói chung hay là chị ổng giống nhau không có cán gì ăn cũng được. Không ngày mất sức hả? Ừ. Không ngày mất sức ha. Này lấy sức lại rồi. Anh chị nào mà thấy thèm á thì nhớ về nhà mua gà về nhà ăn nha. Xíu này mang dữ lắm đó. Dạ. Hết. Ngon quá anh em ơi. Hết nhiêu rồi, hết nửa con ha. Nửa con hả? Ừ. Làm nổi không? Bây giờ mình làm tới cái giò. Không cái giò nè. Không gà có bư dữ không? Ăn cho nó bư đi. Ừ. Không gà bư nổi không? Nổi chứ. Nổi giờ thêm cái nữa bư nữa ha. Ô cái vằn nè quý vị. Ô cái vằn là. Ô cái vằn. Ăn cái giò. Dạ. Ông cho phải dịch đi. Ô cái vằn. Là ăn gì? Ăn giò. Gì ha. Dạ. Hay là chị Xuyến có cái câu ca dao tục ngữ hay hay không ta? Ăn cái mời là sao vậy? Ăn cái mời là ê cái mặn. À, cái đó là tiếng Anh đó nha. À, tiếng Việt. Không ý là chị mới nói tiếng Anh là sao? Ủa? Tiếng Anh là sao? Ví dụ ăn cái mời rồi tiếng Anh là sao?
Cái ăn ăn cá mài thì mình không biết, nhưng mà chữ tiền mình biết. Tiền nha. Ừ. Chữ tiền là mắm nè. Mắm nè. Ừ. Cái này là ăn đi má. Ăn đi má nè ơi. Quá ngon. Em, nó nhỏ ngon lắm chứ không? Bư ha, hôm nay có bư nói không? Ừ. Hôm nay bư cũng nói ha. Bây giờ ăn vô cho nó bư nữa. Dạ. Mình xíu bư dữ lắm nha quý vị. Bữa nay anh quất con gà cho bá lửa. Con gà rồi nửa ký rau. Rồi 300 gram dưa leo. Cũng nhiều à. 300 gram dưa leo. Rồi bổi, rồi nước dưa cải, rồi thêm 100 gram. Gà này ký mấy gì xíu? Con gà này ký mấy, gần 2 kg á. Gần 2 kg. Làm sạch rồi. Rồi con giò với cổ nè. Cho anh em ơi, chị em ơi. Cho anh chị em là cà đó là mấy lon gì xíu? Cà này 1 lon. Lon hả? Anh làm 1 lon hay là 2 lon? 2. Ngon quá anh em ơi. Ngon quá anh em ơi ha. Ngoài sử dụng gì? Ta nói ăn giò là bổ giò phải không chị Xíp? Dạ. Ăn gì bổ nấy ha. Dạ. Vậy là hai giò hai tay hết gà yếu quá, giờ ăn cho nó bự mạnh ha. Dạ. Được mắm, mắm gì? Anh em nào nhìn cái video này có đói thì đi ăn cơm đi nha. Chờ muốn ăn ké chị Xíp thì chị Xíp làm hết rồi. Em ăn với chị nè con nữa. Thôi. Mời quý vị khán giả. Mời á, mời khán giả ăn với mình khán giả ơi. Dạ. Nhấp chân nè. Ăn với gà tóc gì chiến bạc luôn rồi. Đó. Mình ăn nhiều quá tóc bạc hay gì vậy? Tại máu. Máu ha. Máu là máu tóc bạc là kiểu gì? Máu không tốt ha. Ừ. Gì không có gì. Máu tốt. Ai rồi đó mà sớm yêu đương nên tóc dọn phai màu. Cái này làm thơ có câu thơ nào đi lòng người không? Hồi đó có khi nào chị Xíu làm thơ chọc trai không? Chị mất cỡ đó. Có không? Chị để trai chọc chị trước. Dạ chọc rồi chị phải thả lại ha. À. Thả lại sao đâu. Ôm lại kỷ niệm xưa coi. Hồi đó trai chọc vui quá hay sao? Hồi còn con gái mà trai mới chọc vui không chị? Vui. Chị mất cỡ lắm. Mất cỡ thì sao? Kể cho em nghe nè. Chọc chị để gì chọc trước vậy đó, mình mất cỡ lắm. Thôi hình như thấy chị Xíu khoái ăn giò gì. Dạ. Bây giờ làm giò 2-3 cái rồi. Ngon hết sức rồi. Bừ quá bừ. Cảm giác khi mà cắn vô cái giò nó sao chứ Xíu? Dạ. Âu cái dằn. Âu cái dằn nhiều không? Âu cái dằn. Âu cái dằn. Dằn cái giò. Âu cái dằn nha. Rồi ô cái kia lặn cái gì? Lặn cái kia hả? Ừ. Lạ rồi. À là ô đằng phải không? Ô cái đằng. Ừ. Còn ô ở cái đoạn cuối ăn cái gì? Đoạn cuối là... cái ba đó. Cái ba đó. Lặn cái gì? Ô cái mình. Ô cái mình hả? Ừ. Ô cái mình lặn cái mình rồi. Lặn hết mình đó. Nè. Ăn hết rau hả chị? Ừ, hết luôn. Ừ, quá trời ngoan luôn. Người tới ăn cái đằng này nghe quý vị. Dạ, ăn cái gì? Dạ. Ăn cái đằng là cái đầu nào. Nguyên cái đầu luôn nè quý vị. Ừ.
gì vậy? Vô, anh cho em vô. No chưa chị? No chưa? Chưa. Chưa hả? Quá cà phê gì vậy? Chị Xén ăn đổ mồ hôi hột luôn. À. Ôi ôi, không kìa. Dữ rồi chị Xén. Dữ lắm rồi đó hả? Quá ngon rồi mà. Ừ. Tới luôn rồi. Dữ lắm hết luôn. Bữa giờ mình có được ăn không hay là lâu rồi chưa được ăn chứ? Được rồi, lâu rồi chưa được ăn. Em dữ lắm nha. Dạ. Ồ gì vậy? Ông hỏi trời luôn. Dạ. Quá trời, bơ húp tê tỉ luôn. Ồ, hết sức rồi. Còn hai cái trái đó là cái gì vậy chứ Xén? Cái cam nè em. Là anh ta tặng hay sao? Mình mua á. Mua luôn hả? Ừ. Tính hồi nữa mình ăn gà xong mình ăn tráng miệng này nè. Ăn tráng miệng ha. Dạ. Ừ, ngon quá. Quá ngon cái gì vậy? Ngon quá anh nhỉ. Mày nãy giờ mấy lon hả chị Xén? Lon á. Chị hả? Hết không? Hết. Còn làm thêm lon nữa nè. Còn 2 lon á. Ôi ôi, kìa, nước kìa. Quá đã luôn cả nhà ơi. No chưa chị? Ừ. Bình vô của chị no chưa? Chưa no nữa đó. Trời ơi, bình này bình gì bình dưỡng chưa phải bình dưỡng đâu. Nãy chị nói là hai con mới vừa đúng không? Dạ. Mấy một con mà đâu có nhầm gì đâu. Dạ. Chuyện bình thường. Chính giờ chị Xén em thấy còn nó đỏ chứ. Chính rồi. Vậy hả? Quá trời, phải làm con gà 1 phút 30 giây. Dạ. Trượt lên chính mình. Này đưa chị Xén đi, chắc đi thi chắc là thắng luôn hả chị Xén? Dạ. Mấy người kia chắc ta không lại ha. Da gà nổi luôn. Quá ngon luôn cả nhà. Nước bọng gì là mình hút gáo hết trơn. Dạ. Ngon ngon chưa? Ngon ha. Thơm ngon ha. Ừ. Mời bạn ăn nghe. Dạ. Vô nhà ơi, cho anh chị em ơi. Vô. Xỉn này nghe quý vị. Ừ. Xỉn này đâu quý vị. Bây giờ mình thấy lăng lăng chưa? Lăng lăng á. Khó chịu trong mình chưa? Dạ. Ăn cái này vậy nó hồi dính về chứ không tôi cày nữa. Kiếm ấn không chị? Hả? Kiếm. Kiếm luôn hả? Nãy ba ăn 4 cái giò để về bỏ bươi không mà. Rồi sáng đêm không? Rồi sáng đêm không? Bươi. Bươi nha. Ngon quá. Thấy mình ăn thèm.
ngon hết, rất ngon. Mua gà đáng đồng tiền hay chị xét? Dạ, gà ngon hết sức ngon. Còn tặng thêm hai cái giò nữa chứ. Dạ. Chị chủ quen hay sao chị? Ừ. Chủ quen hay sao? Đó là chị cũng mua lấy ra hoài nè. Ừ. Con gà lâu lâu có là mua con hay con á. Nhìn chị Xuyến ăn mà em cũng muốn ăn nữa. Nó ngon một cái mà quá ngon. Chị đó là em vậy chứ chị ăn được mấy con gà? Chị hả? Ừ. Hai ba con gì chưa? Mình nên chị ăn hết hai con á. Ghê hả? Ừ. Vậy là con một con đâu có hơi hám đâu hả? Ừ. Chị ăn lẹ hôm bữa em thấy chị 1 phút 30 giây một quốc hết con hả? Ghê hả? Chị cảm nửa tiếng ăn hết hai con. Nửa tiếng hết hai con. À, nãy giờ mình nói chuyện là mình ăn lấy ra thôi ha. Ừ. Còn mà mình ăn thi là mình ăn gục gục luôn ha. Ừ. Bây giờ mới là gu đai thôi. Bây giờ mình bắt đầu giờ mình ăn thi cái coi. À. Thi coi. Ừ. Thi mình làm. Ừ, ăn là thật sự là nó thiệt. Ăn mạnh lắm. Mạnh nha. Rồi bữa nay là cũng mạnh luôn. Dạ. Rồi định làm gì đây nữa chị Xuyến? Thì giờ nãy chị mới ăn gà xong á, giờ quay ra ăn chục trứng vịt lộn. Một con gà mới làm chưa được 5 phút, bây giờ đói nữa sao mà làm cho con vịt lộn? Đó thì mình không có đói, hiện tại thèm muốn ăn vậy đó em. Thèm nghe được không nghe? Được. Mạnh dữ ta. Ăn dữ lắm. Ừ. Là quý vị trả ơi, chị Xuyến mới vừa làm con gà xong chưa được 5 phút, bây giờ bắt đầu ăn con vịt lộn. Chục trứng. Mà anh em ăn với mình. Dạ. Yeah. Mà anh chị em ăn á, mà khán giả ăn một vịt lộn với em nhắc chơi nha. Dạ. Yeah. Dạ ăn nhiều lắm bổ. Dạ. Thôi mình ăn nha anh em. Dạ. Rồi chị Xuyến cứ dùng tự nhiên nha. Anh chị em ơi, hộp vịt lộn hấp bề này nó ngon. Một muỗng ngọt và hết một trứng đủ duyên nha. Ngon. Rồi chưa kịp chấm muối hết trơn trứng rồi vậy gì? Hết không chị Xuyến? Một muỗng ngọt hả? Ý chàng ơi chàng. Nhìn chị Xuyến ăn mà nó ngon quá kìa. Ngon quá em ơi. Quá ngon à. Em nhìn cái trứng là nó ngon mà có hết rất ngon. Ngon lắm. Rồi chị Xuyến ăn vậy rồi ai mà nuôi chị Xuyến nổi đi. Bây giờ thì cộng đụng nhau làm gì xấu. Ừ, con gà, nguyên một con gà gần 2 kg. Mới làm cái sọt đây chưa được 5 phút nó quý vị vậy. Quay qua bây giờ là làm thêm một chục trứng hột vịt lộn nữa nè. Mà ăn hột vịt lộn một muỗng một trứng à. Dạ. Ừ. Quá hấp dẫn luôn, nhìn chị Xuyến ăn mà nó bụng theo luôn. Dạ. Ba ăn hết chục trứng này chắc về ông Tư Cải chịu gì nổi. Dạ. Ngon quá anh em ơi. Hột vịt lộn này ngon chứ. Ngon hộp ấp nè. Ngon lắm. Ôi đó, vừa ấm ấm ngấm ngấm, ngon ngon ngấm vậy. Ừ. Ngon hết sức. Chị Xuyến thường thường nếu mà ăn bình thường của chị Xuyến là bao nhiêu trứng chị Xuyến? Chục hai chục bình thường. Dữ vậy sao? Lộn mà một chục hai chục á. Dạ. Em bình thường. Bởi vì ông kia ông bỏ chạy phải rồi. Dạ. Này mà đi chợ cho chị Xuyến cũng mệt xỉu luôn vậy. Cái quý mà gặp mình là chạy liền á. Chạy vô nuôi chứ không gì. Không em. Dạ. À. Yeah. Cứ nếu mà không làm mà không đủ tiền đi chợ là thua với chị Xuyến liền. Dạ. Yeah. Ừ, ngon hết rất ngon. Quay mà làm 2 chén. Hai gì? Ba hả? Ba luôn. Ba hả? Ừ, ngon quá em à. Chiến ăn mà à. Thật sự là không cầm nổi. Em dòm hộp của con gà ngon thấy ghê hồn không? Quá trời. Quá. Em dòm cái em muốn ăn rồi đó. Nó là hộp vịt này bán hộp vịt rất là ngon. Ừ. Chị ăn mà chị còn ghiền luôn á.
À, nó mới hay sao vậy chứ? Không có, nó mới mà đâu đó đàng hoàng, ăn rất là ngon. Mình dùng muối sao vậy đó chứ chứ à. Ăn không rồi cái mới chấm muối. Dạ. Người em nhìn chị Xuyến ăn hộp thịt lộn mà. Dạ. Thực sự mà nói là thấy giống như là về là muốn mua hộp thịt lộn làm gì. Cái nước nó ngon chị Xuyến, ngon không? Nước thịt này nó nước mới, cái nước nó ngon nè, ngon. Ừ. Hộp thịt lộn chỗ này ăn bán ăn chắc lượng. Em biết sao mà hộp mới mà nó vừa ấp này. Ừ. Không bự không nhỏ nó vừa. Còn nhầm chỗ thì nó bán cũ ha. Nhầm chỗ không ra, nhiều khi nó bán nó để lâu ngày nở ra nó không có mềm, nó không hết, nó không ngon. Ừ. Ngon quá em ơi. Quá trời ngon. Mời quý vị khán giả cái chi xíu ơi. Dạ. Mời khán giả ăn hộp vịt lộn với em nhắc chưa khán giả ơi. Mời anh chị em cô bác. Anh chị em cô bác ông chồng trước chị Xuyến chắc đi chợ suốt thôi chị Xuyến. Dạ ông thường lắm, tiền bạc ông để ông tủ, nó muốn ăn uống gì tự lấy mua. À muốn mà ngộ rồi đó, ngu tiền nhiều không biết ăn mà lại bây giờ biết ăn sao kỳ vậy. À rồi nó có tiền nhóc cho mà không biết ăn, không chịu ăn ha. Ừ, bây giờ lại giờ ăn nhiều hồi xưa. Ừ. Rồi tủ mười mấy ăn cái xịu rồi đó. Đây thôi em dầm nè. Ừ. Nó ngon một cái hết sức. Quá hết cái tiếp hấp dẫn luôn. Thật sự mà nói mà nếu mà ai mà ăn không được á, ăn yếu yếu á, nhìn chỉ Xuyến ăn chắc được. Ngon quá em ơi. Cái này chị Xuyến làm công việc gì rồi? Ở nhà là chạy với con. Chứ cái tiệm làm móng của chị Xuyến sao? Mà nói nó là chị nghỉ hả? Nghỉ luôn hả? Dẹp tiệm luôn hả? À, em nghỉ hả? Không có khách sao chị Xuyến? Không sao, làm được một hay là nghỉ. Ừ, rồi sao có tiền nuôi con? Có dám mẹ con có dám sống. Ừ. Mặn nó có người ta mặn đó nè, chị thấy có người làm thôi chị dẹp chị được. Có người á, ở đó nhà đâu được nhiều người, đâu được như cái nhà đâu, thôi bây giờ người ta làm. Ừ. Chị dẹp chứ mà. Với phần tiệm của ta thì người ta đi dạo. Người ta đi dạo hả? Người ta điện thoại cái người ta tới nhà. Còn mình không tới nhà người ta được, mình không đi được. Tại vì mình bị bắt giữ con. Ừ. Mặn không bằng người ta.